chào quý khán giả đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Phạm Hà sẽ là người đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin hôm nay. Bản tin cũng đang được phát sóng trực tuyến trên các nền tảng như Fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV và ứng dụng Hưng Yên TV Go. Sáng nay, dưới sự chứng kiến của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức trao quyết định thành lập Đảng bộ, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên và chi bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn Kết cấu thép Cơ khí xây dựng Hưng Yên. Đảng bộ, Ban quản lý các khu công nghiệp Hưng Yên được thành lập trên cơ sở nâng cấp chi bộ ban với 32 đảng viên chính thức. Ban chấp hành Đảng bộ được chỉ định gồm 9 đồng chí. Công ty trách nhiệm hữu hạn Kết cấu Cơ khí xây dựng Hưng Yên đóng trên địa bàn phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào được thành lập từ năm 2002 với 150 cán bộ, công nhân. Công ty hiện có 4 đảng viên. Việc thành lập chi bộ đáp ứng nguyện vọng của các đảng viên đang làm việc tại công ty, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để quần chúng, người lao động có lý tưởng cách mạng phấn đấu trở thành đảng viên. Cục Xúc tiến Thương mại vừa có tờ trình Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2022. Theo dự kiến, hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu trong nước và quốc tế. Trong đó sẽ phối hợp với vụ thị trường ngoài nước, thương vụ Việt Nam tại nước ngoài như Trung Quốc, Nhật Bản, Australia tổ chức các điểm cầu và mời lãnh đạo các cơ quan quản lý thương mại, hiệp hội, ngành hàng, tập đoàn bán lẻ của nước sở tại tham dự. Năm 2021, hội nghị tương tự được tổ chức tại Hưng Yên và kết nối với 12 điểm cầu trong nước và 60 điểm cầu tại 22 quốc gia, vùng lãnh thổ. Bộ Tài chính vừa đề xuất Chính phủ giảm thuế nhập khẩu ưu đãi với xăng động cơ không pha trì từ 20% xuống còn 10%, thay vì chỉ giảm về mức 12% như đề xuất trước đó. Theo Bộ Tài chính, với tỷ trọng xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 nhập khẩu chỉ chiếm tương ứng 14% và 31% lượng xăng tiêu thụ trong nước, nên việc giảm thuế xuất nhập khẩu xuống 10% có thể góp phần giảm giá xăng trong nước, nhưng cũng chỉ ở mức thấp. Tuy nhiên, việc điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu sẽ có tác động lớn tới sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể nhập khẩu xăng từ nhiều quốc gia khác, qua đó thúc đẩy tính cạnh tranh để giảm giá mặt hàng này. Trưởng đại diện chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết, số rác thải nhựa ở Việt Nam mỗi ngày là khoảng 19.000 tấn. Một số vùng biển, khi ngư dân kéo lưới thì cứ 3 phần cá sẽ có một phần rác thải nhựa. Và nhựa từ chất thải không được thu hồi, tái chế khiến mỗi năm Việt Nam lãng phí gần 3 tỷ đô la Mỹ. Để giúp Việt Nam tận dụng nguồn tài nguyên rác, Quỹ Môi trường Toàn cầu và Chính phủ Na Uy sẽ tài trợ 2 triệu đô la Mỹ khởi động dự án hỗ trợ quản lý chất thải nhựa đại dương trong bối cảnh phục hồi hậu Covid-19. Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 31 tháng 5, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản là 2,33 triệu tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cuối năm ngoái. Đây là mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước và cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung, chiếm tỷ trọng 21% tổng dư nợ tín dụng chung đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, nếu xét về cơ cấu, dư nợ tín dụng bất động sản chủ yếu tập trung vào mục đích tự sử dụng với 1,55 triệu tỷ đồng, tăng 14%, chiếm tỷ trọng 66%. Dư nợ tín dụng với mục đích kinh doanh bất động sản là hơn 780.000 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cuối năm ngoái và chiếm tỷ trọng 34%. Thưa quý vị và các bạn, đây là những hình ảnh hơn 100 công nhân đổ bê tông xuyên đêm để hợp long nhịp cuối tuyến đường vành đai 2 trên cao tại nút giao ngã Tư Vọng ở Hà Nội. Vành đai 2 là tuyến đường giao thông nội đô Hà Nội, dài trên 43 km. Sau hơn 4 năm thi công, đoạn cuối từ ngã Tư Sở tới cầu Vĩnh Tuy sắp hoàn thiện. Dự án có tổng đầu tư sau điều chỉnh gần 10.000 tỷ đồng, nối liền 3 quận trung tâm gồm Đống Đa, Thanh Xuân và Hai Bà Trưng. Đốt hợp long cuối cùng này nó có một ý nghĩa rất đặc biệt, đây là cái đốt nối liền giữa 3 cái gói thầu của dự án vành đai 2 trên cao, gói nối liền gói 3 với gói 1, đồng thời là kết thúc cái gói 2 này thì sẽ thông suốt cái tuyến đường vành đai 2 trên cao đi từ Vĩnh Tuy về đến ngã Tư Sở. Từ mùng 1 tháng 8, các chủ phương tiện di chuyển qua 141 trạm thu phí trên toàn quốc sẽ không thể thanh toán bằng tiền mặt. Đây là quyết tâm cao độ của Chính phủ để giúp tiết kiệm thời gian cho người dân, tránh tình trạng ùn tắc khi di chuyển, đồng thời đảm bảo công khai minh bạch trong nguồn thu. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải còn phải lắp 4 làn chiếm 1,8%, các địa phương là 16 làn chiếm 7,5% và nhiều nhất là 4 tuyến cao tốc của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC chiếm khoảng 60%. Sau ngày 31 tháng 7, nếu trạm thu phí nào chưa hoàn thành sẽ phải xả trạm, không được tiếp tục thu phí, chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Sáng nay, tỉnh đoàn Hưng Yên phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lễ xuất quân và khai giảng lớp học kỳ quân đội tỉnh Hưng Yên năm 2022. Học kỳ trong quân đội là chương trình trải nghiệm thực tế được tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì được hơn 10 năm. Năm nay, học kỳ quân đội sẽ diễn ra trong 7 ngày, bắt đầu từ ngày 18 tháng 7 đến 24 tháng 7 tại Trung đoàn 126, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, với số lượng gồm 100 em. Chương trình giúp khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào về truyền thống anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời tạo môi trường để học tập, rèn luyện kỹ năng sống, xây dựng sự tự tin, mạnh mẽ, kỷ luật cho các em thiếu niên. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi hình sáng nay tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động. Trong khuôn khổ chương trình, Tân Đệ cùng con chào hè với sự tham gia của hơn 300 trẻ em từ 6 đến 12 tuổi là con công nhân đang làm việc tại nhà máy Tân Đệ 9 của công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao Tân Đệ. Đến với chương trình, các em được tham quan nhà máy nơi bố mẹ làm việc, đồng thời được tham gia vào hoạt động trò chơi bổ ích từ dân gian đến hiện đại như kéo co, bịt mắt đập bóng, nặn tò he, tham gia trồng cây, nấu ăn, vẽ tranh hay trải nghiệm làm lính cứu hỏa, bác sĩ, công an. Kết thúc ngày trải nghiệm, mỗi em được trao tặng những phần quà ý nghĩa gồm đồ dùng học tập và bộ sách kỹ năng sống. Hôm nay em đến đây thì em biết được mẹ em làm công việc chỉ là kiểm hàng ạ. Mẹ làm việc rất vất vả nên em sẽ cố gắng học tập tốt hơn để cho mẹ vui ạ. Khi vào đây con được các cô các chú hướng dẫn đi tham quan và giới thiệu rất là cẩn thận ạ. Tham gia trò chơi con rất là vui, khỏe và rất là thích ạ. Sáng nay, tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Hưng Yên diễn ra giải vô địch bơi lội thiếu nhi tỉnh Hưng Yên năm 2022. Giải có sự góp mặt của 55 vận động viên đến từ 8 huyện, thị xã, thành phố và được chia làm 3 nhóm tuổi, nam, nữ, thi đấu ở các nội dung bơi tự do, bơi ếch. Đây là dịp để các em được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm vận động viên đi tham dự các giải thi đấu cao hơn. Kết thúc giải, ban tổ chức trao 12 giải nhất, 12 giải nhì và 20 giải ba cho các vận động viên có thành tích cao. Còn đây là hình ảnh vụ xe chở khách du lịch rơi xuống vực xảy ra đêm qua ở xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, làm 3 người tử vong, hàng chục người khác bị thương. Vào khoảng 22 giờ 30 phút tối qua, xe khách chở 28 người khởi hành từ Hà Nội lên vườn quốc gia Xuân Sơn. Lúc đang xuống dốc thì bị lật và rơi xuống ta luy âm bên trái. Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 16 tháng 7, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 28 người, trong đó có 10 người bị thương, 15 người bị xây sát nhẹ, 3 người tử vong, trong đó có lái xe. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do lái xe không thuộc đường, rà phanh liên tục làm má phanh bị cháy hết, mất khả năng hãm, xe lao xuống vực. Hãng tin Bloomberg dẫn một số nguồn tin cho biết các khoản viện trợ tài chính mà Liên minh châu Âu EU cam kết gửi cho Ukraine đã bị trì hoãn do lo ngại về những khó khăn kinh tế của chính khối này cũng như những bất đồng nội bộ của khối này. Từ tháng 3, Ủy ban châu EC đã đề xuất khoản vay 9 tỷ euro cho Ukraine và được các thành viên của EU ủng hộ. Tuy nhiên cho tới nay, liên minh này mới chỉ thống nhất cung cấp gói hỗ trợ đầu tiên trị giá 1 tỷ euro. Thông tin được đưa ra giữa bối cảnh EU chật vật đối phó với lạm phát tăng cao. Trong khi đó, Đức đặc biệt lo ngại rằng các lệnh trừng phạt và căng thẳng với Nga sẽ khiến Moscow cắt nguồn cung khí đốt. Động thái có thể khiến nền kinh tế của nước này tê liệt. Nhật Bản đang trải qua làn sóng bùng dịch thứ 7 vì dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron. Những ngày gần đây, mỗi ngày Nhật Bản ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm mới. Theo truyền thông Nhật Bản, chỉ riêng trong ngày 15 tháng 7, trên toàn nước Nhật đã ghi nhận hơn 104.000 ca mắc COVID-19 mới. Đây là lần đầu tiên số ca mắc mới mỗi ngày vượt mốc 100.000 ca kể từ tháng 2 năm 2022. Hiện chính phủ Nhật Bản chưa có ý định siết chặt việc đi lại của người dân trong nước hay đóng cửa biên giới. Mặc dù số ca nhiễm tăng, tỷ lệ tử vong và bệnh nặng vẫn đang ở mức thấp. Chuyển sang những thông tin khác, một chiếc nhẫn kim cương vừa xác lập kỷ lục thế giới Guinness về số lượng kim cương gắn trên nó. Chiếc nhẫn của công ty Kim Hoàn tại bang Kerala của Ấn Độ lập kỷ lục Guinness khi được gắn 24.697 viên kim cương, có trọng lượng 340 gram, trị giá khoảng 95.000 đô la Mỹ. Nhà thiết kế đã mất gần 3 tháng để hoàn thiện thiết kế trên máy tính. Đây hoàn toàn là những viên kim cương tự nhiên. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18h30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mọi thông tin cộng tác, quý vị có thể gửi cho chúng tôi qua fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV hoặc email thoisuhi@gmail.com. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại bản tin trên các ứng dụng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên như fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, ứng dụng Hưng Yên TV Go và kênh TikTok Hưng Yên. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!